Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hacom và đến với số tư vấn thứ tư của chúng mình. Và trong Nhiều phút đấy. Và đây sẽ là một chương trình được phát sóng định kỳ vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng để có thể giúp được cho các bạn đưa ra những cái quyết định mua sắm những đồ công nghệ thật là hợp lý. Và hiện tại thì trên bàn mình cũng như rất là nhiều video khác là một chiếc laptop, nhưng ngày hôm nay nó không còn là phụ kiện nữa mà nó sẽ là nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Đúng vậy. Tại vì hôm nay chúng mình sẽ tư vấn đó chính là về vấn đề laptop. Các bạn xem video này chắc hẳn là khả năng cao là các bạn đã vừa đỗ đại học xong và bố mẹ hiện tại đang gọi là treo thưởng một chiếc Vision hoặc là một chiếc laptop để có thể đem đi đi học, đi làm việc, các thứ kiểu vân vân và vân vân. Hoặc là có thể bạn đang gọi là vừa mới ra trường này và đi công việc của bạn yêu cầu một chiếc laptop, thì video hôm nay sẽ nằm để tư vấn xem là bạn cần phải chọn chiếc laptop như nào, tiêu chí để chọn chiếc laptop, làm sao để chọn một chiếc laptop phù hợp với cả nhu cầu của bạn, làm sao để chọn một chiếc laptop dùng lâu, dùng dài và dùng tốt trong khoảng thời gian khoảng tầm 1-2 năm anh em nhé, nhiều khi là 3-4 năm nữa. Và hãy cùng bắt đầu video chúng ta thôi nhỉ. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ chia ra những cái tiêu chí cũng như là những cái phần laptop, những loại laptop mà phù hợp với nhu cầu của mọi người. Đầu tiên sẽ về tiêu chí đó là giá tiền trước nhá. Bọn mình sẽ chia làm 3 giá tiền, đó là phổ thông này, là tầm giá rẻ này, rồi tầm trung và tầm cao cấp. Tiếp theo theo những cái nhu cầu sử dụng của các bạn, ví dụ như là gaming, ví dụ như là văn phòng học tập cơ bản, hay thêm một xíu multimedia chẳng hạn, kiểu vậy. Nhưng mà trước tiên khi mà đến chính thức vào những cái gọi là những chiếc laptop cụ thể trong từng cái phân khúc đấy, thì chúng ta sẽ phải như Hoàng nói là đưa ra được cái tiêu chí chung, đúng rồi, về những cái tiêu chí làm thế nào để chọn ra laptop. Tại vì bất kỳ chiếc laptop nào sẽ nằm đều ở trong những cái mục tiêu chí nhất định. Và đầu tiên đó chính là cái mục đích mua laptop của anh em hoặc là các chị em nữa. Đấy. Của mọi người. Của tất cả mọi người. Thì chúng ta sẽ có là gì? Bạn cần gì? Nếu mà bạn cần gaming thì bạn sẽ cần một chiếc laptop này có hiệu năng cao này, có một tấm nền tốt này, chất lượng build ổn này, một cái màn hình có dấu quét cao, rất là cao để có thể chơi game mượt mà nhất. Đúng vậy. Ngoài ra nó còn cần yêu cầu đó chính là tản nhiệt tốt nữa, vì chơi game nó rất là nóng này. Đấy. Rồi tiếp theo nữa, nếu mà các bạn chỉ có nhu cầu làm việc cơ bản văn phòng ấy, thì mà đã chỉ làm việc thôi thì mình không cần phải đề nặng hiệu năng rồi, thì đương nhiên là mình sẽ quay sang mình sẽ chăm sóc cho cái phần ngoại hình của laptop này, nó phải mỏng, phải nhẹ và nó phải đẹp, đúng không? Làm văn phòng thì mình xách đi xách lại nhiều nó tiện. Và nếu mà làm việc văn phòng nhiều, cái laptop thay thế cho PC như thế thì các bạn cũng sẽ cần một chiếc bàn phím hay là một chiếc touchpad tốt để các bạn thao tác hàng ngày này. Và đương nhiên một chiếc màn hình đẹp ở đây gọi là không phải là quá chuẩn màu đâu nhá, bạn chỉ cần nó chỉ cần là sáng đẹp thôi, nịnh mắt thôi, để các bạn có thể nhìn mọi thứ, giao diện giải trí các thứ nó thoải mái, phim rồi lướt web cuối cùng cái kiểu đánh văn bản các thứ thoải mái là được rồi. Đấy là mức đẹp của một chiếc văn phòng. Còn với multimedia thì sao? Multimedia thì mình cảm thấy rằng là nhá, đa số anh em chỉ cần mua một chiếc laptop gaming thôi, nhưng mà phải một chiếc laptop gaming có một màn đẹp nhá, tức là cấu hình ngang với cả một laptop gaming nhưng mà màu đẹp hơn một chút cho mình. Tại vì multimedia đúng không, làm Photoshop này, làm video này, làm ảnh này, thiết kế này, cần phải có một cái tấm nền nó sáng sủa đẹp đẽ một chút, màu độ phủ màu nó phải cao một chút, đúng không chị Phương nhỉ? Chuẩn màu phải cao, phải lên cỡ DCI-P3 rộng hơn cả sRGB, rộng hơn sRGB đấy. Thế tiếp theo nữa, khi mà các bạn đã xác định được cái nhu cầu của các bạn rồi đấy, ví dụ như là bạn đang cần gaming, cần gọi là cần cạc màn hình hay cần là văn phòng văn phòng, thì tiếp theo nữa đó chính là lựa chọn CPU gì cho chiếc laptop của chúng ta. Thì có hiện tại ở trên laptop thì hiện tại đang có là bao nhiêu mẫu nhỉ, có khoảng tầm 3 hãng lớn thôi. Đấy, 3 hãng lớn, đầu tiên là Intel, thứ hai là AMD và thứ ba là của Apple. Đúng rồi. Đấy, đó chính là tự nhiên mình kiểu Apple nó bị một mình một thế giới riêng. Đúng rồi, nhiều lúc mình chỉ nghĩ đến CPU chỉ có AMD và Intel, chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng không laptop thì chúng ta sẽ có thêm M1 của Apple và thậm chí sắp có M2. Sắp có M2, đúng rồi. Thì CPU các bạn cố gắng chọn cho mình đó chính là trên CPU Ryzen 4000, và tiếp theo nữa với Intel thì là trên đời 11 cho mình nhá. Tại vì hiện tại là những cái CPU đời cũ hơn ý, đặc biệt là của ví dụ AMD trở trước ý, nó sẽ hơi yếu một chút, hiệu năng đơn nhân nó không tốt, cái Windows không tương thích tốt lắm. Thứ hai nữa đó chính là cái hiệu năng của những con CPU Intel ấy mà trước đời 11 ấy thì nó khá là dở, có thể gọi là dở ấy. Nó cũ rồi, tốn pin nhiều hơn này, và hiệu năng không tốt này, số lượng nhân và số lượng luồng cũng quá là ít này, khiến cho việc sử dụng laptop không tốt lắm. Thế nên là CPU cố gắng cho mình trên 4000 và trên đời 11 bên Intel cho mình nhá. Còn Mac thì với Apple chỉ có bây giờ thì mới có một sự lựa chọn duy nhất, đó là M1 thôi, và nó cũng đang rất tốt. Very nice luôn. Đấy là cái phần dễ rồi. Đấy, cái phần khó thì là phần gì nhỉ? Cạc màn hình nhá. Cạc màn hình, đúng rồi chị ạ. Cạc màn hình khó lắm, khó vô cùng. Thì văn phòng thì thôi mình bỏ qua luôn, văn phòng thì không cần cạc màn hình. Đúng rồi, các bạn không cần cạc màn hình. Kiểu ví dụ nếu mà có thì chỉ cần cạc kiểu nhẹ nhẹ thôi để đánh. Thực ra cạc onboard là đã chơi được những cái tựa game online giải trí mức cơ bản. Đặc biệt là cạc của bên Intel. XE của Intel hoặc là cạc Vega và Radeon của bên Vega của AMD.
thì chơi game thoải mái. Nói chung là nó ổn. On board thoải mái. Còn với cạc màn hình nhá, tại sao mình lại bảo là khó? Tại vì nó rất là nhiều các thứ anh em cần phải suy xét. Tại vì có một cái thứ ở trên cạc màn hình, ở trên laptop ấy, nó gọi là TDP. Nói chung là gọi là cái mức điện năng tiêu thụ của chiếc cạc màn hình đấy được cho maximum bởi chiếc laptop đó. Và đó là do tại sao mà nhiều chiếc laptop nhá, 3060 của chiếc laptop này còn mạnh hơn cả 3070 của chiếc laptop kia. Bởi vì là chiếc 3060 được cấp 130W mà 3080 lại cấp có 80W thôi. Nói chung tại vì cặp màn hình ở trên laptop nó rất là khác so với cặp màn hình mà các bạn mua sau đó các bạn lắp vào PC của mình. Bởi vì nó khác nhau theo từng cái hãng build chứ không phải là nó là một con cạc cố định đấy mà các bạn chỉ mua và xong rồi lắp vào máy của mình. Cùng là cạc Asus, Gigabyte và các gì và Asus hay kia thì nó sẽ luôn có một mức TDP như thế. Nhưng mà lắp vào laptop Asus, laptop Gigabyte, laptop của Acer thì nó lại mức khác biệt nhau. Thế nên là sẽ chênh lệch. Thế nên là để có thể được có một cái kết quả tốt nhất đó thì anh em hãy xem review nhá. Và đặc biệt là phải check các thông số của những cái cạc đấy. Và hơi tiếc một chút là nhiều hãng lại không đưa cái thông số ra. Ví dụ như chẳng như là chị biết có hãng gì đưa ra thông số nhá. Có Asus hả? Asus với Gigabyte. Gigabyte, em thấy là cái Asus Gigabyte họ ghi khá rõ trên cái trang spec của họ, trang cấu hình của họ. Còn ví dụ kiểu Acer này rất là khó tìm này. Của hãng Acer, với cả nói chung là mấy cái hãng mà không có đấy thì mọi người chịu khó là đi tìm những kênh review, ví dụ như Hacom chẳng hạn, hoặc là Hacom Quick Review đấy, thì sẽ cung cấp những người reviewer đấy sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông số về mặt TDP đấy để giúp cho các bạn chọn được những chiếc cạc màn hình phù hợp trong cái bộ cấu hình của laptop này. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái khối lượng RAM tối thiểu cho mình 2022 rồi, 8GB cho mình nhá. Trở lên. 8GB trở lên, 8GB trở lên. 4GB chả làm được cái gì hết mọi người. 8GB cho văn phòng, còn 16GB nếu mà 8GB cho văn phòng và 8GB trở lên cho tất cả các thiết bị khác. Và làm việc nhá thì cố gắng ít nhất 16GB cho mình, ok? Còn ổ cứng thì tất nhiên rồi. Úi dồi, 2022 rồi mà còn dùng HDD thì người ta gọi là buồn cười và mặt không đấy. Thực ra vẫn có thể dùng HDD nhưng không thể dùng một mình HDD mà sẽ là SSD đúng không? SSD để chạy Windows, còn HDD để chạy dữ liệu. Lưu trữ dữ liệu thôi. Còn thì nó có tốc độ khởi chạy nhanh này. Và tiếp theo nữa sẽ là màn hình. Thì cố gắng cho mình tối thiểu nhá, chọn chiếc cho mình là màn hình Full HD IPS cho mình nhá. Tại vì bây giờ những cái công nghệ của những chiếc màn khác nó không được đạt tốt như là ở IPS. Và tại sao chúng ta phải hy sinh một cái độ phân giải thấp hơn so với Full HD trong khi tất cả mọi người đều là Full HD trở lên rồi. Thế thế nên là cố gắng cho mình tầm đấy nhá. Bây giờ trái xem phim 720p nó chỉ khi xem phim lậu đúng không? Đúng rồi, đấy. Đó là những cái chuẩn gọi là cơ bản hiện tại bây giờ mọi người đã update đến cái trình đấy rồi, thế nên mọi người cứ cố gắng đạt được cái điều đó. Còn ví dụ như đối với gaming thì các bạn sẽ thiên nhiều hơn sang tần số quét hoặc là tần số quét này. Còn về đồ họa ví dụ các bạn thiên nhiều hơn về độ hiển thị ví dụ như 2K, 4K. 2K, đấy. 4K, độ phủ màu cao, DCP-A3 100%, sRGB, Adobe RGB 100%. Đấy là cái tùy nhu cầu của anh em. Còn cứ tối văn thiểu cho mình là Full HD IPS 60. Ok nhá. Ok. Còn cuối cùng đó chính là tại vì ấy, một cái có hai thứ nữa. Đấy, có hai thứ rất là quan trọng trên chiếc laptop mà anh em hàng ngày phải trải nghiệm nó, đó chính là bàn phím touchpad. Đấy, thì cái này thực sự vô cùng là khó để có thể review được nếu mà để có thể nhận xét được nếu mà anh em chỉ nhìn trên hình thôi. Thế nên tốt nhất là cứ ra cơ sở Hacom bạn chọn một cái laptop để chúng mình nếu mà có sẵn hàng tại cơ sở trưng bày thì các bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm trên touchpad cũng như là trên cái bàn phím để mình cảm giác gõ nó có sướng không, mà nó có phù hợp cái layout để có phù hợp với mình không. Tại vì Hacom chúng mình là trưng bày hết tất cả các laptop ra nên là các bạn chỉ cần nói với cả gọi là những nhân viên bên chúng mình là họ sẽ đưa hết laptop cho anh em để anh em bấm từng phím một luôn, từ A đến từ X đến Y luôn, nên là thoải mái hết nhá. Nhưng mà nếu mà anh em nhỡ đâu ở các tỉnh khác này anh em không một có nhu à? Cầu ui ôi chị lại còn ship hàng sample thì thực khó quá. Không, bác bảo mua ship thì không đến được tận nơi để thử đó à? Thì không đến được tận nơi thì thử thì anh em hãy cố gắng gọi là follow một reviewer nhá, mà họ đã từng review rất nhiều laptop rồi thì họ sẽ có thể nói được cái trải nghiệm bấm của họ cho bạn để bạn có thể cảm thấy gọi là cái độ test của họ, cái kinh nghiệm của họ với cả những cái trải nghiệm của họ ấy, nó xứng đáng hơn và nó kiểu là đáng với cả cái không gọi là đáng. Thế okay, cái sở thích của họ trùng với cái sở thích của mình, cái gu ấy. Cái gu, bạn cái sẽ theo dõi đấy, kiểu như vậy. Xong rồi từ đó có thể truyền đạt qua laptop. Nếu mà bạn họ bảo nó tốt thì nó sẽ tốt, còn họ bảo nó xấu thì nó sẽ xấu. Thế là bạn cố gắng chỉ nghe thêm một người nhá. Để tại vì ý kiến của một người thường sẽ thông suốt hơn mà. Đúng và vậy. Cuối cùng đó chính là pin. Cái pin này thực ra là rất là khó test và thậm chí là bây giờ cũng nhiều reviewer sẽ lười test cái này. Lười test, đúng rồi. Nó thực sự là rất mất thời gian. Rất mất thời gian. Sạc full một chiếc laptop xong lại dùng hết một chiếc laptop đấy. Rất mất thời gian. Và nếu là anh em ấy cố gắng đi xem theo một kênh hoặc là một người ấy nhá. Tại vì cái bài test của họ sẽ thông suốt hơn và họ ví dụ chẳng họ luôn luôn test là ví dụ xem YouTube bao nhiêu tiếng này, xem làm việc bao nhiêu tiếng này. Con này cũng test thế, con kia cũng test thế thì mới so sánh được là mức pin con nào nhiều hơn. Chứ mỗi con test một kiểu lại đâm ra nó lại tự nhiên nó bằng nhau hoặc là hơn kém, nó không được công bằng. Đúng rồi, đấy. Đó. Và đó là những cái tiêu chí
thì lựa chọn laptop hiện nay đúng không? Đó là những tiêu chí để chọn laptop hiện nay. Và cố gắng thì suy xét thêm một vài thứ thôi, ví dụ như chính sách bảo hành nữa này, hoặc là chính sách đổi sửa của họ này. Nhưng mà phải lưu ý là mua, nói chung cứ mua cái mẫu mới ra mắt gần đây nhất, trừ khi cái mẫu cũ nó quá tốt đi. Còn nếu không thì các bạn cứ mua những cái mẫu ra mắt gần đây nhất, ví dụ là những chiếc laptop đời 2022. Bởi vì những thứ mới nhất thì nó sẽ được trang bị những cái linh kiện bên trong mới nhất này, bảo hành lâu hơn này, rồi là công nghệ còn update cũng mới hơn này. Đúng vậy, quá hợp lý luôn. Nhưng mà bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với tiết mục, đó chính là những chiếc laptop đáng nhất trong tầm giá của nó với những cái mục đích của anh em. Ok chưa? Bây giờ hãy cùng bắt đầu với tầm giá phổ thông nhá. Thì chị Phương thấy phổ thông là tầm bao nhiêu là ngon nhỉ? Phổ thông thì chắc mình sẽ để mức giá khoảng từ 15 cho đến 25 triệu, bởi vì là trên 20 laptop nó khác với PC, trên 20 triệu chúng ta mới chỉ được một chiếc laptop ổn thôi chứ không phải, bởi vì còn nó còn mang theo cái tính cơ động của nó rất là nhiều. Và 15 em cảm thấy là một cái mức mà tối thiểu mà mọi người có thể chi ra để cho một chiếc laptop. Thực ra là có vẫn nhiều bạn học sinh thì mua vẫn laptop 12, 13 triệu. Nhưng mà luôn. Đấy là kiểu rất là học sinh rồi, còn tầm cỡ là sinh viên hoặc là đi làm thì cũng phải trên 15 triệu trở lên rồi. Đúng rồi, và lúc đấy kiểu họ sẽ có nhu cầu cao hơn này, họ muốn dáng vẻ đẹp hơn, họ muốn một cấu hình cao hơn một chút. Đấy, chứ họ không muốn mua laptop cũ nữa, họ không muốn mua laptop kiểu full nhựa nữa. Và tất nhiên rồi, chúng mình sẽ có tất cả các sản phẩm để đáp ứng anh em nhá. Hãy cùng bắt đầu với laptop gaming đi. Thì trong tầm từ 15 tới 25 triệu, mình sẽ tư vấn cho chị hai chiếc laptop, đó chính là chiếc Acer Nitro 5 Tiger và chiếc Asus ZUG F15 2022. Tại sao lại như thế? Tại vì đơn giản, đây là hai chiếc máy tính nhá, có một cái cấu hình cao nhất trong thời điểm hiện tại với tầm giá đó, tức là CPU 12 này, card 3050 này, đấy, màn hình 144 hạc này. Đấy, những cái thứ đấy rất là cần để dành cho gaming đúng không? Đấy, dành cho các game văn thủ đúng không ạ? Nhưng mà mỗi tội là ấy, mấy cái chiếc laptop này, chất lượng build chị thấy thế nào nhỉ? Tại vì thực ra nó đã dành hết toàn bộ những cái phần gọi là tinh túy của nó dành cho hiệu năng rồi, thế nên là đúng chúng rồi. Ta không yêu cầu quá cao, và ngoại hình đa số nó sẽ vẫn là nhựa là nhiều chứ đúng ít rồi. Kim loại lắm, nhất là những chiếc laptop gaming trong tầm đấy thì chất lượng build nó không được quá chắc chắn, nó sẽ hơi ọp ẹp một xíu. Còn xong cái bàn phím với touchpad nó cũng sẽ kiểu mông lung. Còn mình thấy là trong này thì có con Nitro 5 cái bàn phím khá ổn à? Chị Phương đã được bụng rồi, cũng bấm sướng đúng không? Đúng, cái phím của nó dày lắm luôn á, cảm giác bấm rất là thích. Đấy, thế đấy. Anh em nghe lời chị Phương nhá. Còn cái touchpad thì thực ra cũng không cần lắm, bởi vì chúng ta chắc chắn là sẽ dùng chuột ngoài để chơi game rồi, chứ không ai dùng touchpad để chơi game hết. Thế nên, nhưng mà sẽ có một điều nữa là chị có thấy cái laptop đấy, laptop tầm đấy nó có bị ổn không? Kiểu ví dụ ổn như là nó bị có nghĩa là cái phần tản nhiệt của nó chưa được quá là ổn định nhé, nó chưa được tốt quá, có thể là nó sẽ mát nhưng mà nó sẽ bị ổn ấy. Kể cả cái con Aspire 7 của chị nhà, trời ơi nó kêu như một cái máy giặt. Ok. Lúc mà render thế. Rõ ràng rồi. Nói chung là trong cái tầm đấy thì anh em chỉ có thể gọi là đầu tư hết mình cho cấu hình thôi. Đúng. Và rồi. Tầm 3050 hai chiếc mà mình nói Acer Nitro 5 Tiger và với cả Asus ZUG F15 2022 là hai lựa chọn rất hòa hợp trong tầm đó. Và nếu mà trên 25 triệu tới khoảng tầm 40 triệu thì em nghĩ đây sẽ là tầm trung. Đúng không? Mình sẽ nói hết gaming xong mình nói sang văn phòng hay em là em nghĩ rằng mình sẽ nói hết gaming đi rồi mình chuyển sang văn phòng. Thế thì trong tầm trung tầm từ 25 cho đến 40 triệu thì chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Nhưng mà chị vẫn thấy là chúng ta sẽ vẫn nên recommend một cái dòng thuốc gaming. Thuốc gaming tại sao? Nhưng mà cấu hình của nó sẽ cao hơn, con kia là 3050 đúng không? Nhưng con này sẽ là 3070 trở lên. Đấy. Uầy. Là nó sẽ cao hơn hẳn cho mọi 3070. Người rồi. 3070. Lúc đấy có thể là chạm đến những cái tựa game kiểu AAA rồi ấy. Và chơi được rồi. Đúng rồi, 3070 chơi được AAA thoải mái kiểu rồi. Như vậy. Còn cái tựa game 3050 kia chơi chip vừa thì thực ra mình để mức setting nó thấp quá thì chơi nó cũng không được thích lắm. Thì đây mình nâng cấp lên cái nhu cầu của mình lên tầm trung và mình sẽ chơi được những cái tựa game đó. Và lúc đấy thì cái chất lượng build của nó cũng sẽ tốt hơn. Theo như mà em biết ý, thì con ZUG F15 này phiên bản 3070 thì là 115W cho 3070 và thêm thermal boost lên hình như 30W nữa nên khoảng tầm 130-140. Nên là đấy là một con card khá là tốt trong tầm giá đấy. Và nếu mà anh em có cái đế làm mát hay cái gì làm mát nữa ý, thì sẽ giúp cho cái card có thể boost lên cao hơn cái mức thermal boost của nó ấy. Với cả cái màn tần số quét của màn hình nó cũng sẽ nâng lên, ví dụ không chỉ là 140 nó sẽ có những cái tùy chọn như là có, 200 hoặc là có 200 một tùy chọn cái chiếc F15 này có một tùy chọn 300Hz. 300 hẹp có tùy chọn 300 hẹp. Thế thì chơi game mượt thôi rồi. Nhưng mà sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hả? Nếu mà bạn có 40 triệu cơ mà. Vậy thì 40 triệu. Mình có 40 triệu cơ mà. Nhưng mà bản thân mình ý, thì mình sẽ lại thích một cái, nếu mà bây giờ đúng không, mình sẽ muốn đầu tư một cái chiếc máy tính nó cứng cáp hơn, một cái chiếc máy tính nó tốt hơn một chút về chất lượng build. Thì em sẽ recommend cho các bạn ý, đó chính là chiếc Zephyrus. Đây, ngay chiếc này đây. Chiếc Zephyrus G14 hoặc là G15 anh em nhá. Hai chiếc máy tính đấy nhá thì được luôn được mệnh danh là một chiếc máy tính laptop tốt nhất, gaming tốt nhất trong hiện tại này. Về chất lượng build này, về cấu hình này, về những quyết định build của họ, những cái quyết định xây dựng một chiếc laptop này rất là chắc chắn ấy. Nói chung con này là chất lượng build rất là tốt này. Có kim loại rồi đúng không? Đúng rồi, thực ra tầm 40 triệu lên thì đòi hỏi có kim loại là hợp lý.
bàn phím rất ổn này, touchpad cực kỳ là ổn này, màn hình cực kỳ là đẹp này, 2K 240Hz mà DCP3 100% này. Ui, đấy. Thế thì đây, con này còn phù hợp với cả multimedia nữa. Vừa thích chơi game mà vừa thích làm việc. Đấy, màn hình đủ đáp ứng luôn. Mỗi tội là cấu hình thấp hơn túp. Và thì có cả được một... cái này mất cái kia. Đúng rồi, và có cả một chiếc laptop nữa là chiếc laptop Lenovo Legion 5 là cũng khá là ổn áp. Những cái laptop đấy thì mình luôn recommend rồi, Legion 5 và Legion 5i anh em nhé. Thì những cái laptop đấy cũng có chất lượng pin rất tốt này, màn hình rất đẹp này, bàn phím cũng thế. Mỗi tội là vẫn thấp hơn cấu hình của TUF, đơn giản tại vì nó có chất lượng pin cao hơn, nhiều kim loại hơn. Nghĩa là đầu tư sang bên này rồi. Đúng rồi. Thì các bạn thích cấu hình hay các bạn thích chất lượng pin như Hoàng là Hoàng đề cao về chất lượng pin của mình, đề cao về cấu hình hơn. Tại vì em cảm thấy một chiếc laptop ấy đem đi đem lại nhiều mà, thì mình cũng không nhất thiết phải là có một cái kiểu FPS cao nhất các thứ kiểu, đúng không? Hy sinh một tí để cho nó ổn định và dùng lâu về lâu về dài, đúng không? Rơi khó bị móc, khó bị vỡ. Đổ rơi phát xuống đất vỡ luôn bản lề thì chết luôn, đúng không? Ok, đó, mỗi người một gu mà. Ok, bây giờ đến với tầm cao cấp đi là trên 40 triệu đến dương vô cùng. Trên 40 triệu. Tại vì có nhiều chiếc laptop đắt dã man luôn đấy. Có những chiếc laptop chuyên dụng nó thậm chí là hơn 100 triệu cũng có luôn. Thì con này nó có, thực sự phải nói là có rất là nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Ví dụ trên 40 triệu thôi chúng ta đã có, ví dụ kể cả những hãng như là Asus, ví dụ như kiểu MSI hay là Lenovo đấy, những hãng đấy thì mình cũng đã có rất là nhiều những cái mẫu trên 40 triệu là thực ra đến tầm đấy rồi nó phải tốt bạn ạ. Nó bắt buộc phải tốt là nó bị chửi đấy. Nó không tốt, nó không được ấy chứ. Ừ đấy. Đấy, nói chung là nếu mà những chiếc laptop mình thấy ổn trong tầm giá trên 40 triệu ấy, những hãng ấy, thì mình cảm thấy là Asus làm tốt này, Lenovo làm cũng tốt này, dòng Legion của họ rất là tuyệt vời này. MSI thì sẽ anh em cố gắng lựa chọn những dòng như là dòng Rider, dòng Rider với cả dòng Titan nhá. Những cái con laptop đấy hiện tại đang được mệnh danh là những con laptop mạnh nhất thế giới đấy. Thì có thể nói như thế. Và nhưng mà mua thì như là mạnh nhất thế giới thì tiền cũng nhiều nhất thế giới anh em nhá, không đến mức quá nhiều như là những chiếc laptop chuyên dụng đâu, nhưng mà cũng nhiều. Không nhiều máy chạm mà. Đúng rồi đấy. Nói chung là đấy là những cái dòng mà mình tư vấn cho anh em nhá. Thực ra thì trong trên tập đấy kiểu gì cũng sẽ khỏe thôi, kiểu gì cũng sẽ mạnh thôi, còn nó còn tùy mà thuộc hơn nhau ở những cái công nghệ khác một cái công nghệ này, cái touchpad này hơn cái này một tí, hơn cái kia một tí này, vân 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 vân. Nói chung là thế, và anh em hãy lựa chọn những cái laptop đấy để cho bản thân mình được gaming tốt nhất nhá. Nhưng bây giờ thì đấy là top 3 trong cái tầm phân khúc đấy mà chúng mình gửi đến cho các bạn về gaming. Còn bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang mục văn phòng nhá. Văn phòng, ok. Văn phòng thì đương nhiên là hướng đến những tiêu chí rồi, mỏng, đẹp và... và nhẹ và mượt mà và màn hình sáng sủa các thứ kiểu. Đúng. Thì best option đầu tiên trong tầm giá từ 15 tới 20 triệu. MacBook Air M1. Thề cái này không thể chối cãi, thề luôn, không thể chối cãi luôn đấy. Thậm chí là con MacBook Air M1 này có thể phục vụ thêm cả nhu cầu multimedia, nhưng mà nó thiểu đồ họa cơ bản thôi, bởi vì nó đã thiếu đi cái con Air, nó chưa không có quạt. Nó không quạt và bản thân mình nhá, và bạn mình đã từng review cho mình rồi là nếu mà bật quá là nhiều tab như thế nhá, tức là kiểu rendering đúng không? Đáy máy rất là nóng luôn, đáy phần đáy của máy rất là nóng luôn, tại vì nó không có quạt mà. Anh em phải hiểu nó không có quạt. Thì... mặc dù chip nó làm rất tốt nhưng nó không có quạt. Nó không quạt, ai mà không có quạt. Trời nóng chịu ơi. Phải thêm tiền để mua Pro để có quạt đấy. Màn hình đẹp, loa cũng hay. Ui giời ơi, mọi thứ tốt. Thời lượng pin cực kỳ là tốt luôn. Đúng rồi, chiếc laptop có thời lượng pin cao nhất hiện tại luôn. Cái này không phải bàn cãi rồi. Webcam cũng ổn này, bàn phím cũng ok này, vân vân vân. Nói chung là có mỗi một thứ tệ nhất ấy, đó chính là cái Mac OS. Nếu mà họ không quen, mọi người không quen thì mọi người không dùng được. Không thể nói là tệ được, cái đấy là gu rồi. À thì nó là gu. Cái hệ điều hành của nó nếu mà với người dùng của nó không tệ đúng không? Nó chỉ tệ khi mà bạn dùng MacBook Intel thôi, còn nếu mà các bạn dùng MacBook M1 thì nó rất là tốt cho mới hệ kể cả cái hệ điều hành của nó nhá. Mac OS rồi thì đây là một chiếc cực kỳ phù hợp luôn. Nhưng mà với những ai mà không thích Mac OS đúng thì sao? Không thích dùng Windows, nếu mà không quen Mac OS thì chúng ta dùng Windows. Nếu chúng ta thế Hoàng sẽ recommend cho mọi người một con Windows nhá. Tư vấn là đầu tiên nhá, rẻ thì mình sẽ có rẻ hoặc là tầm trung trung, rẻ hơi rẻ một chút ý, thì mình sẽ có dòng HP Envy. Thực ra cái con HP Envy đấy nó rất là đa dạng, thậm chí nó có những cái dòng cao cấp trên 60 triệu cơ. Nó đẹp lắm, nhưng mà mình thấy là cái con HP Envy đấy nó có đa dạng về mẫu mã. Dưới 20 có cũng khá là nhiều mẫu, khá nhiều mẫu i5, i3 kiểu. Nhưng mà cái đặc điểm chung của nó là trông nó khá là sang. Sang đúng không? Trông chảnh đúng không? Chảnh. Rất là MacBook Air của video đúng không? Thì kiểu thế đấy. Còn đấy, nếu mà anh em nào mà muốn một chiếc màn hình cực kỳ là đẹp đúng không? Thì mình sẽ recommend đó chính là chiếc Asus Vivo OLED anh em nhá. Đến tầm khoảng tầm 20 triệu đã có màn OLED rồi. Nói chung là mấy tấm màn OLED hoặc là mini OLED thì đều cho ra một cái sự hiển thị về màu sắc rất là tốt. Mình chưa nói độ chuẩn màu nữa, mình chỉ nói là màu sắc của nó đẹp thôi. Và nó đương nhiên là những cái chiếc văn phòng này nó rất là nhẹ rồi. Và cái thần touchpad của nó em thấy ra
mấy chị thấy mấy chiếc laptop của Lenovo thì hầu hết touchpad cũng như là cái phần bàn phím của nó làm rất là tốt. Thế là chị Phương cũng recommend là Lenovo đúng không? Đúng không? Em có cảm thấy thế không? Có, em cảm thấy rằng IdeaPad này, Stream này, ThinkBook của họ. À, nhưng mà cái ngôn ngữ văn phòng của Lenovo thì nó lại kiểu hơi cứng một tí, nó kiểu sang nhưng mà nó hơi cứng ấy. Nó kiểu đúng là rất là văn phòng ấy. Tao chỉ là văn phòng ấy kiểu thế. Nó kiểu hơi phi giới tính, nam nữ dùng đều được ấy. Nam nữ đều dùng được. Mấy còn MV yoga thì nó hơi nữ. Nghe có vẻ yoga nhưng mà thực ra nam cầm vẫn đẹp mà. Đẹp đúng không chị Vương? Đúng. Quá đẹp luôn. Nhưng mà đẹp thế đủ rồi. Chúng ta hãy cùng đến tầm giá tiếp theo nhá. Tầm 26 tới 40. Túi tiền không còn thấy đẹp nữa. Đó là gần 40 triệu. À. Thì bây giờ nhiều anh em bảo là bây giờ chiếc MacBook Pro M1 là chiếc MacBook mà mình không tư vấn. Tại sao? Tại vì đều nó chỉ hơn con ME có một cái quạt thôi. Với cả số nhân. Số nhân nó chỉ thêm một cái nhân GPU thôi, theo như mình nói thế. Thì nó cũng không đáng lắm so với con E. Nó tốt hơn đấy nhưng mà nó không đáng lắm so với con E. Trong tầm giá này thì nhiều anh em sẽ lựa chọn đó chính là có ZenBook này, có ZenBook OLED này, có hai màn 2.8K đẹp lắm. Dual screen. Siêu đẹp lắm luôn. Xong có cả dòng ZenBook dual screen luôn để có thể làm đa tác vụ nhá. Và có thể nếu mà anh em muốn siêu nhạy mà siêu to đúng không? Thì anh có thể sử dụng nó chính là LG Gram. Là tức là dưới 1 cân đấy. Con đấy thì con đấy rất là nhẹ, con đấy rất là nổi tiếng rồi, con đấy không cần phải bàn cãi rồi. Nhưng mỗi tội là con đấy, tại vì nó to quá nên là nó và nó 1 cân nên là nó hơi flexing một chút. Nên là anh em phải cẩn thận khi mua cái đấy nhá. Nó có phiên bản inch nhỏ hơn không? Có. Cái phiên bản inch nhỏ hơn mình mua con 13 hoặc 14 inch thôi. Đúng rồi. Thì hợp lý hơn. Còn với cả còn chiếc Dell XPS nữa. Và tầm giá tiệm cận 40 triệu luôn là chiếc Dell XPS. Là chiếc Dell XPS 13 anh em nhá. Đây có thể gọi là MacBook của Windows, tại vì cái thiết kế nó cực kỳ. Nào, có hai cái con MacBook của Windows không phải nhá. Cái kia là mang hình dáng thôi, còn cái này là thực sự là MacBook Windows, tại vì nó mỏng này, nó siêu mỏng, màn siêu đẹp, màn nền siêu dày, cái viền nó siêu mỏng luôn. Đấy, thực sự Dell XPS anh em nhìn vào là mê. Nói chung là dạo này laptop mình thấy laptop của Dell cũng hơi không được ưa chuộng nhiều lắm, nhưng mà còn cái dòng XPS luôn được tôn trọng, vẫn đang được tôn trọng, còn chưa biết là sắp sập hay chưa, tại vì mình đang thấy là những cái thiết kế mới có vẻ hơi tội tội một chút. Và cuối cùng nếu mà anh em nào muốn format lạ một tí thì dòng Surface nhá. Surface thì nó luôn lạ rồi, thỉnh thoảng nhìn nó như cái máy tính bảng. Microsoft luôn có những trò buồn cười lắm. Nói chung là cái dòng Surface nó là dòng máy tính bảng mang tính độc lạ cho mọi người. Ai kiểu ai muốn vẽ trên Photoshop kiểu gì dùng con Surface, còn nếu mà ai muốn vẽ trên iOS thì dùng con quên sửa tên không dễ là iOS nhưng mà là con iPad. Ok, đến với tầm giá tiếp theo nhỉ, đó là tầm giá cao cấp là trên 40 triệu trở đi luôn, thì lúc này chắc là sẽ recommend lại MacBook M1. Có mỗi hai chiếc thôi, đó chính là MacBook Pro M1 Pro hoặc M1 Max anh em nhé. Đó, tầm đấy nếu mà full option, con đấy full option có khi lên đến 100 triệu. Đúng rồi, những con đấy đắt lắm ấy, thực sự đắt lắm đấy. Còn nhưng nếu mà cơ bản lắm thì nó mới khoảng cỡ là trên 40. Còn nếu mà anh em nào mà không muốn mua MacBook ấy thì bắt buộc phải mua Windows ấy. Con này là không đáng đâu. Nhưng mà không đáng đâu nhưng mà nó mua cũng được, tại vì có nghĩa là trên 40 triệu dòng văn phòng thì các bạn không nên mua Windows à? Phải nói là trên 40 triệu thì tại vì là nó không đem lại những giá trị tốt ấy, và nó nếu mà laptop nó nhỏ mỏng quá mà bên Windows ấy nó rất là nóng. Đấy, như tại vì em chuẩn bị đón trên recommend chiếc Dell XPS 15 hoặc 17. Nhưng mà nó vẫn rất là nóng, chip bên trong rất là nóng ở trong tầm đấy. Thế nên là nếu mà anh em muốn mua Windows thì mua Dell. Sao chip AMD vẫn nóng. Chứ là AMD tiết kiệm điện hơn chút thôi. Tiết kiệm điện hơn, ok. Thì đấy, trong tầm đấy thì bọn mình sẽ có ít sự lựa chọn hơn, bởi vì văn phòng thực sự là nó chỉ có thể đầu tư về ngoại hình thôi, cấu hình của nó. Và nó sẽ chỉ để mua cái mức này thôi, nó không thể hơn được nữa. Chẳng hạn, nếu mà chỉ để lướt web mua con i7 nó bị phí ấy, mọi người. Đúng. Thì đấy. Nó bị buồn cười. Mình nghĩ là khoảng trên 40 triệu đến 50 triệu là thôi được rồi. Hoặc là mấy con mà chị bảo NV mà trên 60 triệu ấy. NV 60 triệu đúng rồi. Thì nó chỉ đẹp thôi, thực sự nó chỉ đẹp thôi. Còn nếu không thì cứ đầu tư dưới 26, em nghĩ dưới 26 được rồi. Dưới 26 cho văn phòng là được rồi. Ok. M1. Còn với multimedia là sao? MacBook ok này. Tại vì là MacBook là nó M1 đã tương thích với cả các phần mềm đồ họa rồi. Tiếp theo là những chiếc ví dụ như ZenFone G14 này, very nice, very ngon nhá. Hoặc là một số những cái dòng gọi là làm việc của những hãng ấy, ví dụ như là MSI Prestige này, hoặc là dòng Creator này, những dòng Creator này, những chiếc Gigabyte Aero này, vân vân. Những chiếc đấy sẽ phục vụ rất tốt cho nhu cầu multimedia của anh em. Rồi, và đó là những cái recommendation của chúng mình. Hy vọng rằng anh em có thể mua được. Khá là dài. Sợ quá. Thì nếu mà anh em muốn mua laptop đúng không? Thì anh em hãy cứ theo như những cái hướng dẫn của chúng mình là CPU gì, RAM gì, ổ cứng gì, v.v.v. Cho nhu cầu gì. Và nhu cầu gì. Và đến ngay với Hà Com chúng mình để
pick ngay cho mình một chiếc laptop phù hợp với cả nhu cầu của anh em nhé. Và sang tuần sau chúng ta sẽ có chương trình gì với chị Phương nhỉ? Nói chung là nhá, bọn mình sẽ hứa hẹn rất là nhiều chương trình, mình sẽ kể một vài chương trình. Thứ nhất là giveaway rất nhiều, giveaway hứa hẹn nhiều luôn. Và mọi người nhớ theo dõi trên những live stream của chúng mình, bởi vì có thể là chúng mình sẽ làm như đấy hoặc chúng mình sẽ làm video, nhưng mà bọn mình sẽ có thông báo trên live stream thì mọi người nhớ theo dõi. Tiếp theo nữa là khai trương cơ sở mới, video này thì sẽ được phát sóng vào ngày 1 tháng 7. Đúng ngày chị Phương đi. Mùng 2 tháng 7 chứ. Video phát sóng trong ngày mùng 2 tháng 7 và đúng ngày hôm nay là chúng mình đã có một buổi khai trương tại Thái Nguyên. Thế nên là mọi người sẽ chờ đón chắc tầm chủ nhật hoặc là thứ hai là bọn mình sẽ ra video khai trương thôi. Chị Phương đi nhá. Còn mình đi, còn Hoàng sắp tới sẽ Thanh Hóa thì mình sẽ đi. Đấy, okay, Hoàng sẽ đến với vùng đất Bắc Trung Bộ đó là Thanh Hóa chờ đón trong tháng này của chúng mình nhá. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em tại video tiếp theo nha. Bye bye.